Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 20 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công tác tiêm phòng 22 tháng 3 năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Đài Phát thanh và Truyền hình trân trọng thông báo đến khán thính giả và toàn thể nhân dân cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị khán giả, vụ xuân năm nay cùng với cây lương thực, người dân đang phấn đấu trồng gần 2.000 hectare cây rau, đậu đỗ các loại để tăng thêm thu nhập. Trong đó, diện tích trồng nhiều tập trung ở các huyện Ba Bể 300 hectare, Bạch Thông trên 230 hectare, Na Rì hơn 400 hectare. Các loại rau màu được người dân trồng nhiều trong vụ xuân như đậu đỗ, dưa chuột, bí xanh thơm, bí đỏ, rau xanh các loại. Cùng với mở rộng diện tích, người dân đã chú trọng áp dụng các biện pháp an toàn trong sản xuất. Hiện nay, cây rau màu đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân. Bà con nông dân đã chủ động tìm tòi nhiều giống mới, trái mùa để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Phát triển rau màu theo hướng liên kết có bao tiêu sản phẩm cũng đang được các địa phương chú trọng triển khai. Thưa quý vị khán giả, hiện đang trong thời điểm giao mùa, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc có nguy cơ bùng phát cao. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại trên đàn gia súc, gia cầm, huyện Bắc Nẵm đã chủ động thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2022, vận động nhân dân hưởng ứng tiêm phòng, phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại. Những ngày này, cán bộ thú y xã Nghiền Loan đang đi đến từng nhà để tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc. Để triển khai công tác tiêm phòng, xã cũng đã phối hợp tuyên truyền vận động người dân thực hiện tiêm để phòng chống dịch bệnh, lên kế hoạch tiêm phòng cho từng thôn. Trong đó, chú trọng nhất là tiêm phòng dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò và đàn lợn. Tiêm phòng của năm đợt 1 của năm 2022 thì xã cũng đã xây dựng kế hoạch và giao cho thú y xã tiến hành tiêm đợt 1 với cái số lượng tiêm năm nay tầm khoảng hơn 1.500 con. Thì xã cũng đã trước khi xây dựng kế hoạch thì xã cũng đã chỉ đạo cho cán bộ nông lâm với cán bộ thú y là có cái công văn xuống các thôn để rà soát tổng đàn, sau đó là tiến hành tiêm. Cho đến thời điểm này là bắt đầu là vừa mới đi tiêm được một thôn ạ. Bắc Nẵm là huyện miền núi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc. Với tổng đàn vật nuôi hiện có hơn 13.100 con trâu, bò các loại. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống các dịch bệnh trên đàn gia súc. Đối với các xã triển khai thống kê số gia súc, gia cầm thuộc địa bàn quản lý để đăng ký vaccine, trong đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Nẵm đã nhập về kho trên 8.200 liều vaccine lở mồm long móng, 8.200 liều vaccine tụ huyết trùng trâu bò, 2.000 liều dại chó và triển khai cấp đủ cho các xã, tổ chức phun khử trùng tiêu độc đợt 1 năm 2022, tiếp tục duy trì công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh tại các chợ, tăng cường kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm. Cuối tháng 1 đầu tháng 2 thì đơn vị đã phối hợp với chỗ phòng nông nghiệp tham mưu cho ban huyện ban hành kế hoạch tiêm phòng triển khai trên địa bàn toàn huyện. Thì hiện tại thời điểm bây giờ thì các xã cũng đã có kế hoạch để triển khai, và hiện nay thì trung tâm đã cấp vaccine được cho 6 trên 10 xã, và số thuốc cho vaccine cấp thì được gần 3.000 liều với vaccine tiêm phòng cho gia súc. Thôn này thì tất cả 100% là bà con là phát triển kinh tế bằng nghề chăn nuôi gia súc, đại gia súc thôi. Thì cũng hàng năm ấy cũng tuyên truyền vận động bà con là tiêm phòng, vẫn là tiêm đầy đủ, đạt khoảng 80% trở lên. Là huyện vùng cao, địa hình phức tạp, đường xá đi lại khó khăn, dân cư sống phân tán, cùng với đó là dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh. Nhưng các thú y viên của các xã và thú y thôn bản vẫn đang tích cực đến từng gia đình để triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc. Huyện Bắc Nẵm phấn đấu sẽ hoàn thành công tác tiêm phòng gia súc đợt 1 đạt trên 80% tổng đàn và xong trước ngày 30 tháng 4. Thưa quý vị khán giả, theo chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tăng cường quản lý hoạt động sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh, hiện nay, ngành chuyên môn cũng như chính quyền các địa phương của huyện Ba Bể đã và đang tăng cường tuyên truyền để người trồng rừng hiểu và tự giác thực hiện.
Ba Bể là địa phương có phong trào trồng rừng khá mạnh của tỉnh. Những năm qua, trung bình mỗi năm huyện trồng được khoảng 500 hectare rừng trồng mới. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 12.000 hectare rừng trồng, chủ yếu là các loại cây keo, mỡ, thông, xoan tà. Trong đó, diện tích rừng trồng từ 8 đến 10 năm tuổi là khoảng 10.000 hectare. Năm 2022, huyện Ba Bể đề ra mục tiêu khai thác 36.000 mét vuông gỗ trên địa bàn. Để đảm bảo việc khai thác được thực hiện theo đúng quy định, đặc biệt là khai thác gỗ đúng độ tuổi. Ngay sau khi chỉ thị 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành, hạt kiểm lâm của huyện đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền các địa phương tuyên truyền đến các hộ trồng rừng không khai thác gỗ non để bán. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ sở chế biến gỗ phải cam kết không thu mua gỗ tròn đối với rừng trồng chưa đủ tuổi khai thác với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Đây được xem là việc làm cần thiết để nâng cao giá trị rừng trồng, đồng thời góp phần giúp ngành công nghiệp chế biến lâm sản của địa phương phát triển ổn định, hiệu quả. Trong cái việc khai thác rừng khi đến tuổi hoặc chưa đến tuổi thì chúng tôi đã có những cái buổi làm việc cũng như có các cái văn bản chuyển đến các cái thôn để vận động bà con nhân dân là thực hiện khai thác nó đúng độ tuổi thì để nó nâng cao được cái giá trị của rừng. Thì bà con nhân dân cũng đã cập nhật được các cái thông tin này và cũng đã thực hiện. Thực tế cho thấy hoạt động sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn huyện Ba Bể hiện nay cũng còn rất nhiều bất cập. Cụ thể như việc cấp phép hoạt động các cơ sở chế biến ván bóc tràn lan, thiếu quy hoạch, dẫn tới số lượng xưởng chế biến quá nhiều, kéo theo nhu cầu về nguồn nguyên liệu cũng rất lớn. Theo thống kê, hiện nay toàn huyện Ba Bể có gần 20 cơ sở chế biến lâm sản, chủ yếu là sản xuất gỗ ván bóc, trong đó có trên 10 cơ sở hoạt động thường xuyên. Nguyên liệu để phục vụ các cơ sở chế biến này 100% là gỗ rừng trồng. Chính vì thế, việc kiểm soát đầu vào cũng rất khó khăn, nhất là đối tượng rừng chưa đủ tuổi khai thác. Nếu như trước đây, chu kỳ khai thác rừng trồng là 8 năm đối với cây keo và khoảng 10 năm đối với cây mỡ, thì nay vì lợi ích trước mặt, nên có diện tích trồng được 4 đến 5 năm là chủ rừng đã khai thác bán. Đây là nguyên nhân không những khiến cho chất lượng rừng suy giảm nghiêm trọng, mà chủ rừng cũng rất thiệt hại vì thời điểm này cây đang phát triển mạnh, sinh khối lớn, là thời kỳ tạo mùn, giữ ẩm. Việc khai thác sớm sẽ dẫn đến tình trạng đất bị xói mòn, trồng rừng mới làm cho đất bị quay vòng nhanh, dẫn đến tình trạng bị bạc màu. Vì thế, việc vận động người dân khai thác rừng đúng độ tuổi là cần thiết nhằm nâng cao hơn giá trị của rừng trồng. Nâng cao cái nhận thức người dân về cái giá trị rừng trồng, đặc biệt là giá trị rừng trồng gỗ lớn, thì trong các cuộc tuyên truyền đến cấp thôn bản thì cán bộ kiểm lâm địa bàn cũng tuyên truyền về các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cũng như là độ tuổi khai thác của các loại gỗ rừng trồng để làm sao đạt được cái hiệu quả nó cao nhất, hạn chế khai thác đối với loại cây trồng nó chưa đảm bảo độ tuổi khai thác hoặc là nó chưa thành thục, để tránh tình trạng là khai thác những cái lô rừng mà gỗ nó còn đang non, đang sinh trưởng phát triển tốt, giá thành nó không được cao hoặc là cái sinh khối nó cũng không được lớn. Để hạn chế tình trạng khai thác gỗ rừng trồng chưa đến tuổi khai thác, thời gian qua huyện Ba Bể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tập trung trồng cây gỗ lớn. Tuy nhiên cái khó hiện nay là do nguồn vốn sản xuất của nhiều hộ gia đình còn eo hẹp. Người dân muốn lấy ngắn nuôi dài và tránh rủi ro nên vẫn khai thác sớm so với chu kỳ. Nằm trong dự án cải thiện điều kiện sống cho người nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ, năm 2021, huyện Bạch Thông đã có 17 tiểu dự án được hỗ trợ thực hiện với giá trị hơn 2 tỷ đồng. Nằm trong dự án cải thiện điều kiện sống cho người nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ, năm 2021, huyện Bạch Thông đã có 17 tiểu dự án được hỗ trợ thực hiện với giá trị hơn 2 tỷ đồng. 17 tiểu dự án gồm nhiều hạng mục công trình như làm đường bê tông nội đồng tổng chiều dài hơn 1.100m, đường cấp phối, mở rộng đường đi vào khu sản xuất tổng chiều dài 160m, kè đường, làm mương bê tông được 26.000m, xây dựng phai, đập, khoan giếng công nghiệp, hỗ trợ máy bơm. Nhờ đó, hơn 33 hectare ruộng của các thôn được hưởng lợi đã được cải thiện về điều kiện nước tưới sản xuất, trong đó 14 hectare ruộng được chuyển đổi từ một vụ sang hai vụ mỗi năm. Có thể thấy dự án cải thiện điều kiện sống cho người nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng đã giúp các thôn hưởng lợi có điều kiện sống, sản xuất tốt hơn. Năm 2022, dự án sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại huyện Bạch Thông.
quý vị khán giả, với phương châm dừng đến trường nhưng không dừng học, ngành giáo dục thành phố Bắc Cạn đã nỗ lực vượt khó để đảm bảo chất lượng dạy và học trong lúc đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thành phố đã có phương án kịch bản cụ thể cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Thành phố Bắc Cạn là địa phương có số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày cao nhất tỉnh. Số lượng giáo viên và học sinh là F0 nhiều như trường Trung học cơ sở Đức Xuân, Trung học cơ sở Bắc Cạn, mỗi trường có hơn 100 em, hơn 20% tổng số giáo viên mắc COVID-19. Tuy nhiên, theo đánh giá, tất cả các ca nhiễm đều ở thể nhẹ nên vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu dạy và học trực tuyến. Để nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến, ngành giáo dục thành phố đã tổ chức tập huấn cho cán bộ và giáo viên các nhà trường về các phương pháp, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó sẽ trao quyền cho các nhà trường trong việc lựa chọn hình thức dạy và học sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh, điều kiện của đơn vị. Đối với bậc trung học cơ sở hiện nay đã quá thời hạn kiểm tra giữa kỳ 2 tuần, còn một số trường chưa tiến hành kiểm tra được. Trong tình hình hiện nay, các nhà trường cần chủ động tiến hành kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo tiến độ năm học. Những cái kiến thức trọng tâm năng lực thì chúng tôi vẫn truyền tải đến học sinh đầy đủ qua các buổi học. Thế ngoài việc là học buổi sáng thì buổi chiều chúng tôi cũng tăng cường là cái việc ôn tập cho học sinh. Thế thì sau khi mà ôn tập thì chúng tôi cũng chú trọng vào những cái năng lực cốt lõi để làm sao đảm bảo được cái chất lượng khi mà làm bài kiểm tra các em đạt được kết quả tốt nhất. Và đến cái thời điểm hiện tại thì được sự chỉ đạo của chuyên môn phòng giáo dục, của lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo ấy, thì cái việc mà kiểm tra chúng tôi cũng chuẩn bị hết sức có thể để khi có thể là nếu không đến trường được thì chúng tôi vẫn kiểm tra trực tuyến được. Để đảm bảo cho các em có một tinh thần học tập thoải mái, tiếp thu kiến thức hiệu quả, các trường học đều cố gắng dạy mỗi tiết khoảng 30 phút, chọn những kiến thức cốt lõi nhất để truyền tải tới học sinh. Ngành cũng có nhóm hỗ trợ thầy cô giáo sử dụng một số phần mềm dạy học phổ biến như Zalo, OLM, VNDU, Google Maps. Trong quá trình dạy thì cũng phải dành thời gian để ôn tập cho các trò. Và bên cạnh cái việc là tương tác giữa thầy và trò thì còn phải có cái mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Thế thì thường xuyên có những cái thay đổi hay là những cái vấn đề gì về quá trình học tập của các con thì nhà trường cũng liên tục cập nhật và trao đổi để cùng với các bậc phụ huynh nắm bắt và cùng nhau tháo gỡ để nhắc nhở các con làm sao các con học tốt nhất. Cái thứ hai nữa là để cho cái việc ôn tập, cái việc thi cử của các con mà được diễn ra tốt thì nhà trường cũng tổ chức giao những bài tập. Đấy, giao bài tập trên các cái phần mềm mà đã được tập huấn cho các trò. Ngành giáo dục thành phố Bắc Cạn cũng đưa ra một số nguyên tắc đối với giáo viên khi dạy học trực tuyến như đảm bảo tính pháp lý, khoa học, thực tiễn và tính sư phạm. Trong đó lưu ý các nhà trường không kiểm tra đánh giá định kỳ đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự học. Thưa quý vị khán giả, việc phủ sóng di động cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho vùng cao. Trước yêu cầu chuyển đổi số, đảm bảo thông tin liên lạc, học tập, làm việc, thì hệ thống viễn thông càng trở nên quan trọng để người dân có cơ hội học tập, giao thương hàng hóa. Phản ánh của các phóng viên thời sự tại huyện Ngân Sơn. Thôn Khuội Ổn hiện nay đã có đường bê tông kéo dài từ trung tâm xã Hiệp Lực đến hết thôn, giúp bà con đi lại dễ dàng. Hiện nhiều người dân trong thôn đã có điện thoại thông minh, nhưng toàn thôn là vùng lõm của sóng viễn thông, nên họ rất khó khăn trong liên lạc, tiếp cận khoa học kỹ thuật, mô hình phát triển kinh tế thông qua công nghệ 4.0. Cũng khó khăn lắm về vấn đề mạng liên lạc thì nói chung là cũng có lúc có mà có lúc cũng không. Để xem cho thêm một cái mạng đây cho đỡ phải bà con đỡ được xem những cái truyền hình khác thì nó tốt đẹp hơn và nó được thoải mái hơn. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng nguồn lực được bố trí sóng truyền thanh, truyền hình, hiện đã bao phủ hầu khắp ở huyện Ngân Sơn, kể cả khu vực vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, 100% khu trung tâm các xã đã có sóng viễn thông, toàn huyện có khoảng 90% sóng viễn thông phủ hết thôn bản. Toàn huyện có 28 trạm phủ sóng mạng viễn thông VNPT, tuy nhiên toàn huyện còn khoảng 25 thôn bản chưa được phủ sóng viễn thông. Để có thể gọi điện được, bà con tại những vùng không có sóng phải leo lên những ngọn núi, ngọn đồi cao mới có thể gọi được một cuộc điện thoại. Nhiều bà con đã sắm được những chiếc điện thoại thông minh như thế này, tuy nhiên họ lại hạn chế trong việc là tiếp cận những cái mạng xã hội hoặc mạng thông tin, thì đồng nghĩa với việc là họ cũng hạn chế trong tiếp cận cái việc phát triển kinh tế, học tập các mô hình phát triển kinh tế,
Chính vì vậy, tại rất nhiều thôn bản vùng cao, nơi mà không có sóng, phủ sóng điện thoại, thì điều kiện kinh tế của họ còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Những thôn trắng sóng, các khu vực lõm sóng trên địa bàn huyện Ngân Sơn hiện đều là những thôn khó khăn, có địa hình phức tạp, điều kiện hạ tầng giao thông tương đối kém, mật độ dân cư các khu vực này khá thấp, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, internet không lớn nên doanh thu tại các khu vực này rất thấp. Trong khi đó, chi phí đầu tư hạ tầng cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet khá cao, từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên một trạm BTS, tùy loại trạm, khoảng 500 triệu đồng trên 1 km tuyến truyền dẫn. Chính vì vậy, trong đầu tư mạng lưới xóa vùng lõm sóng, các doanh nghiệp cần rà soát, đánh giá hiện trạng và cân đối nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cái địa bàn này cũng có nhiều cái khó khăn bởi vì địa bàn là miền núi. Nên cái khu vực để mà đầu tư về vùng phủ hoàn toàn cho các thôn bản thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì cái này cũng liên quan đến vấn đề là khách hàng, cái vùng núi. Thi công cũng như là đầu tư rất là khó khăn. Hiện trạng thì cũng đang có kế hoạch, sẽ xây dựng kế hoạch để lấp những vùng đen đấy để đảm bảo sóng cho phục vụ dân và chính quyền địa phương. Việc phủ sóng viễn thông là cần thiết để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ viễn thông, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về kinh tế, dân trí với các khu vực khác. Đây cũng là mục tiêu các địa phương đang từng bước hoàn thiện để đảm bảo hoàn thành tiêu chí dịch vụ trong chương trình giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị khán giả, trong thời gian gần đây, tình trạng đổ đất, chất thải xây dựng xuống bờ sông, suối, dọc đoạn qua các xã Mỹ Phương, Yến Dương, Chu Hương, Địa Linh của huyện Ba Bể đang diễn ra khá phổ biến. Dọc tuyến đường 258 đoạn từ thị trấn Phổ Thông huyện Bạch Thông đi huyện Ba Bể, không khó để bắt gặp những vị trí đổ đất với khối lượng lớn xuống ven sông suối như thế này. Tại hiện trường, bên cạnh đất đá còn có cả chất thải trong xây dựng bị các tổ chức cá nhân ngang nhiên đổ bừa bãi xuống bờ, thậm chí cả lòng suối. Đáng quan tâm là nhiều vị trí đổ đất nằm ngay khu dân cư, phía sau nhà dân và sát đường tỉnh 258. Việc đổ chất thải tràn lan xuống khu vực sông suối như hiện nay, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì về lâu dài chắc chắn sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của nhân dân phía dưới hạ lưu. Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2022 được phát động tập trung cao điểm từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị địa phương, cộng đồng và người dân với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và nhân văn. Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2022 với chủ đề xuyên suốt là Build Back Happier, tạm dịch, xây dựng lại một cuộc sống hạnh phúc hơn, tập trung vào sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Tỉnh Bắc Cạn được đánh giá là địa phương tổ chức tốt đề án của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm. Trong thời gian qua, việc thực hiện đề án đã diễn ra rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực và phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi thành viên trong gia đình, cũng như cả cộng đồng trong việc chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Toàn tỉnh hiện có 26 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có 130 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 130 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay, tỉnh Bắc Cạn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Biểu dương, tôn vinh các gương điển hình, tiêu biểu có thành tích trong công tác, học tập, chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng, có thành tích trong tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Cạn, 13 tháng 4 năm 1947, 13 tháng 4 năm 2022. 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Sáng ngày 20 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Hơn 30 cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy và các phân đội trực thuộc đã tích cực tham gia các hoạt động như tổng dọn vệ sinh doanh trại, trục đường từ cầu Bắc Cạn đến cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và khu vực cổng phụ Bộ Chỉ huy, tổ chức phát quang, rẫy cỏ, xử lý rác thải, làm sạch cống rãnh khu vực cầu phà. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa,
phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường, khắc phục triệt đề các địa điểm khu vực ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa, quân sự, cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp ở các cơ quan, đơn vị. Chiều qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã triển khai chương trình hỗ trợ gia đình hai trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông. Từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Cạn, đơn vị đã hỗ trợ đột xuất cho hai em học sinh là hai chị em trong một gia đình, sinh năm 2013-2015 tại thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thành. Đây là hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ trợ mỗi suất 2 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn đơn vị cũng đã hỗ trợ lắp cửa và làm nền bê tông cho gia đình hai em nhỏ, tặng bàn học và đồ dùng học tập cho các cháu. Tổng giá trị hỗ trợ 15 triệu đồng. Số tiền này do các đoàn viên công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội đóng góp để thực hiện. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.